đây nhá. Yeah. Anh em mình đang đến nhà Duy nhá. Bất việc không ý. Bọn này làm gì đây? Đi bà. Anh Yến nha. Đừng thế à? Chẳng leo lên người ta kêu ca sông qua. Nhiệt của tôi thuộc đoàn quân u à. Lừng lấy danh tiếng shipper. Ai cũng phát khiếp cơ lạng lách trên đường đông tốc độ cứ như là cơn lốc. Hỏi cái này thôi. Cái gì? Chú không chú để con cầm cái gì quen à? Quay cái kia chú nó không phải đâu cái này đi đó mà nó cái này đặt đi cho em ta là chí chí để vì nó có năng khiếu thì cháu mới cho em nó làm. Còn nếu mà bao nhiêu cháu bảo nó không được nghịch mà nó nghịch thì cháu bảo luôn chứ cháu có thể nó nghịch đâu không ra đấy thôi cháu cũng không có ra thật tốt hơn đâu sáng méo quá cháu đi đâu cháu đi đâu thì ra bảo là lúc sáng đó bảo là bố em không cho đi ơi làm gì mà bố không cho đi nó sợ bố mắng nè bảo chắc là không bảo chắc là đi con đi nhà ra rồi bỏ mưa rồi thì không phải nó quay vào chủ nhật thôi chứ. Đó, quay vào nhà thôi. Thì bản cho em ra một chiếc giải trí đâu, nó đang quay một chiếc giải trí. Nhưng mà Duy nó có năng khiếu thì có bảo nó đi, còn nếu mà Duy nó khác thì tốt không bao giờ. Chúng ta mới không bao giờ không biết, không phải chạy giờ đâu. Không biết. Làm đi. Đặt cho chặn thẻ. Hãy đi không? Không đâu. Không đâu. Đây nha, anh em mình đang nha. Mày, mày. Đây nha. Anh em mình đang xử lý.
ai đánh gì mà không? Ai đánh nó, ai làm đánh nó? Nó tỏa sát cái này làm đánh nó. Thế làm gì mà không? Hả? Em... Gì? Em gì? Em đi bố. Cấm gì? Làm gì mà cấm? Em... Mẹ của mày nó điêu. Anh hỏi bố mẹ chả bảo gì cả. Bố mẹ chả bảo, bố mẹ không thích, bố mẹ chả bảo nà. Quen nó có tiền, bố mẹ chả bảo thế đâu. Chứ là bố mẹ, tức là bố mẹ là no cho mày, là mày nghịch. Hiểu chưa? Hôm nay bố mày gặp ở chỗ sông, hiểu chưa? Mày bố, nghịch. Mở trên nhà bà ngoại bố mà nè. Cấm đi từ là cấm đi quay YouTube gì tiếp nữa. Tại nắng với bố mày tức, bố mày có cái gì, chắc là thua cờ bạc hay gì, trò chơi bài gì đấy là mày có. Như anh nói mẹ mày rất bình thường, mẹ mày rất ủng hộ cho mày. Mẹ cho em đi đó nhưng mà bố. Thế bây giờ có mẹ đứng ở mẹ làm chủ cho rồi, vấn đề gì? Thôi. Em phải giờ là anh bảo bố mẹ rồi, bảo bố em là em là có rất có tiềm năng, rất có năng khiếu, nghĩ ra tin được tiếp. Như bố em có cấm gì đâu, anh bảo bố em hay hỏi thằng Hương không sao nào. Nếu mà bố mày mà cấm bố em cấm, bố em mà cấm anh rồi. Bố em đã bảo là thôi không ở đây nữa, không quen có gì nữa đúng không? Không okay, nếu mà thấy thì bây giờ nhé nè, bây giờ sẽ thu xếp này nè. Mày thích nghỉ thế à? Bây giờ nếu mà thật sự nếu mà chờ thứ tư em bạn ra nó đúng đầu phải ra, anh không bắt em thì chờ thứ tư phải ra nữa. Được chưa? Ok chưa? Còn chủ nhật em ra đúng đầu phải ra. Ok chưa? Nhưng mà em không thể vắng mặt chủ nhật được. Sao bố em anh thấy bố em nói chuyện rất bình thường, bố em chỉ nói chuyện rất bình thường, bố chị bạn anh bảo là hay là cái vụ hôm vừa rồi ông thầy Vũ bảo mới thầy Vũ nhà bọn cháu ra giỏ có bận đuổi, hay là chú sợ em ngã sông hay là nào mà chú không cho em đi nữa, vì được cháu thấy nó năng khiếu thì cháu mới bảo mà em đi để cho đi cho nó giải trí cho nó vui mới anh em xem. Thế bố em chỉ bảo là quay mới bắt cái gì, thế nhưng mà chú cấm em nó không cho em đi nữa thì chú bảo cho cầu để cho bảo em nó, bố mày chả nói gì, bố mày im, bố mày cứ thế là làm thôi. Sao mẹ là không cấm đoán gì đâu. Chạy đi quay chỗ nhà thôi gì bảo anh bảo là vâng, bảo là thế nó duy nó vừa đi đâu ấy, bảo thì bảo là nhà. Thế sao anh bảo là thế thì cháu không biết, cho bởi đâu cháu không biết, thế là xong bọn anh về thôi. Đây hỏi bọn này chắc bọn đang đứng ở đây hết à? Đây là bố em là đang tức thì nó răng thường kia giống như anh thế, đang tức thằng này cho tôi kia mẹ nhìn mày gan mắt thôi, bố mày nẹ kiểu như là dọn cá chân thớt, hiểu không? Hiểu chưa? Mày phải cười tươi lên. Còn anh thật đạt mày, nếu mà ta thật sự đam mê thì coi cả bố mẹ trái có sập xuống ông bà cản được. Em phải hiểu nó như thế, nó sẽ thật sự đam mê. Mẹ em là cô toán cô bảo là em không học toán rồi là em khả năng đúp đấy. Thế em học nói. Thế anh bảo em học bình thường, anh có bắt em phải là ảnh hưởng đến học đâu đúng không? Ngay từ đầu anh quen, không bắt em là phải nghỉ học. Chủ anh nhật bảo em không phải lo. Ok, nếu mà thứ tư em phải học. Em phải về muộn. Ok, báo anh cơ bản anh ơi, em không ra được. Nhưng mà chủ nhật em ra một gọi là cho một buổi sáng ra được thì ra, mà buổi chiều ra. Em ra cả ngày càng tốt, anh càng hoàn nghênh. Ok chưa? Nếu mà hoàn cảnh của em đang bị éo như thế thì em hạn chế ra được. Nghĩ làm sao trong các clip em có mặt đầy đủ là được. Nó dùng ý nhất. Bởi vì em là thằng cầm đầu đội trưởng mà bây giờ em nghỉ mất. Bây giờ bọn đấy nó nhìn dán bắt đầu nó không biết cái gì. Thì anh phải đào tạo lại. Gì? Nó đi theo hướng nào? Biết hướng nào mà đi? Nó bắt đầu nó nhìn thấy cái gì nữa? Nó chỉ có ngoan quay đi chứ để gì? Đúng không? Nó nhìn thấy bố em bé mua cho đi không? Dê. Có. Bố em không có đề gì cả. Anh nói thế rồi. Anh đã nói thế rồi. Chắc chắn bố em không cấm nữa. Còn em vẫn học. Chẳng qua là em học. Học lực em nó yếu. Bố mẹ lo cho con. Ai thế rồi lo cho con. Và đi chỗ ngoài đường xe cộ. Bố mẹ lo cho con. Ra cho sông suối. Bố mẹ lo cho con. Nên là hello. Cái này công nhận thì nó bé như thế mà. Nhưng mà em nếu mà thật sự nếu mà em đam mê rồi ấy, thì em luôn nhờ mẹ em ra đóng cho em. Thì bố em không bảo cản được. Bây giờ bảo bố cho con ra ngoài để chơi một tí thì bố em biết là em đi quay đâu. Thế bố em bảo là thế cả clip gì đây bảo. Thế là anh cần quay từ đâu quay được trước rồi anh giảm mới đăng. Lôi em nhá. Thì có phải cả clip này em cũng mặt đâu. Đúng không? Đúng nhờ. Đấy em phải hiểu như thế. Bảo bố em phải giải đâu đúng không? Bố em sao mới biết em. Đặt trứng nha các bạn. Có một người có một tài năng trẻ này riêng, nói tự nhiên, nói được.
thì anh mới cho là thằng to đầu nó to đầu cầm đầu ấy. Hôm nay chính là tôi mày coi mà nhìn thấy bạn này cười đấy thì anh cũng nói gì đó. Đang khóc. Cười lên mắt, cười lên mắt. Cười lên mắt ghê rồi. Bây giờ Duy có cảm nghĩ gì khi đứng trước phòng ông Kính? Xóa đi. Xóa đi. Cảm nghĩ xóa đi. Không tay không xóa được. Thôi có lẽ là buổi trưa này có kết thúc video tại đây nhá. Nếu các bạn thấy cả clip này hay cho mình một like, chia sẻ đăng ký kênh nhá. Bye bye.